Dạ. Con chào lại Vũ Cầm, chào anh Thưa Quang và chào tất cả mọi người. Anh Thưa Quang nghe em nói rõ mà. Nghe rõ chung, chung cứ chia sẻ đi. Thì Ấm ức gì dồn tại nén bao năm gì đó thì tuôn trào ra đi. giờ tại cũng do cái nick cũng đang trong cái thời gian bị dân chủ hóa, thế nên là cũng không có chào được cô chú anh chị trên diễn đàn. Cũng biết cô chú anh chị chào mà không có chào lại được thì cũng rất là tiếc, nhưng mà tôi cho phép em được chào lại anh Cơ Quan, cô chú anh chị đang trên diễn đàn một lần nữa. Thì ngày hôm nay đó thì qua nghe chia sẻ của chú anh chị thì thấy là cái dư âm của chiến thắng của U23 Việt Nam đó thì có nhiều cái có thể nói là cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui vẻ, rất là phấn khởi khi mà đội U23 đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan để giành huy chương vàng SEA Games 31. Đó là một cái mà rất là tuyệt vời. Nghe hơi nhỏ, giờ chắc để em đổi sang cái tai nghe này, bởi vì là em dùng cái tai nghe Bluetooth ấy, thì có thể là nó hơi nhỏ một chút, thì anh chị nghe tai nghe thì sẽ nghe rõ, nhưng mà nếu như mà nghe bình thường thì sẽ không nghe rõ. Ủa, nghe thấy chưa anh Cơ Quan, Rồi anh rõ Phong đó, nhỉ? rõ đó. Thì cái không khí mà nhộn nhịp, các cổ động viên từ ở trong sân cho đến các cổ động viên ở ngoài sân đã có những cái mà chúng ta cảm nhận được một điều đó là rất tuyệt vời. Đó là người dân nói chung chúng ta đó thì cũng rất là quan tâm đến cái lĩnh vực thể thao của nước nhà. Cái điều đó là cái điều đáng mừng. Thể thao không biên giới mà. Là cái môn thể thao hay là nói chung là thể thao và các cái môn khác, đặc biệt là bóng đá được gọi là thể thao vua, thì là một cái sợi dây gọi là tình cảm gắn kết vô hình giữa Đúng các rồi, quốc gia với nhau, tình cảm con người với nhau, dù màu không da màu địa da đúng phương, không, không màu da, không dân không tộc, phân không biệt gì hết. màu da, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt ngôn ngữ vùng miền, thì đều chung vui dù bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi. Cái điều này thì em cảm thấy là trong cái thời gian gần đây đó thì các cổ động viên của chúng ta rất là tuyệt vời. Thì cái điều đó thể hiện cái vấn đề gì? Thì trước hết á, nếu mà nói về trận đấu đó, thì có nhiều quan điểm cho rằng chúng ta thắng may, đúng không ạ? Thế thì những quan điểm đó cũng có thể là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì là trong bất kỳ một vấn đề gì khi chúng ta tham gia, dù là thể thao hay là kinh doanh hay là các vấn đề khác, thì đều đòi hỏi phải có sự may mắn ở trong đó. Đó là một yếu tố để tạo nên cái sự thành công chung. Thế nhưng cái cốt lõi nhất đó, thì vẫn đòi hỏi là gì? Đó là ở các cầu thủ, tinh thần thi đấu các cầu thủ, là chiến thuật của huấn luyện viên, sự lựa chọn con người, bố trí đội hình của huấn luyện viên là cái cốt lõi. Và đặc biệt là cái tinh thần thi đấu của các vận động viên. Thì cái đó với góp lên tổng hợp lại thì góp lên một cái chiến thắng mà chúng ta rất là vui. Chứ không thể nói là cái gì cũng may mắn cả. Nếu như cái gì cũng may mắn thì đã không có những đội phải tranh huy chương bạc, đúng không ạ? Hoặc là tranh huy chương đồng, hoặc là may mắn là dành cho tất cả các đội, không riêng gì Việt Nam. Mà Đúng rồi. cái may mắn đó không phải tự dưng mà có. Nó là hào khí của đất nước chứ không phải tự dưng mà có đâu nha. Có những người cả đời không bao giờ gặp được may mắn, thế nhưng có những người thì trong cuộc sống người ta gặp may mắn là thường xuyên. Thì cái đó nó là gì? Nó là hào khí, nó là cái tốt đẹp của tiền nhân cho ông chúng ta để lại, chứ không chúng ta được kế thừa chứ không phải tự dưng mà có may mắn. Thế nhưng cái chiến thắng đó thì tại sao chúng ta lại vui như vậy? Thứ nhất đó, là nó khẳng định một điều là cái tinh thần thi đấu hay là cái trình độ của các vận động viên của chúng ta đó đã được nâng lên một cái tầm mới. Có thể so với thế giới thì chúng ta không là gì, thế nhưng so với khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng đã khẳng định được một cái vị thế ít nhiều trong cái lĩnh vực thể thao. Cái đó là cái điều đáng mừng. Và cái điều nữa đó là gì? Đó là mọi người cứ thấy người dân chúng ta đó
đi bão, chúng ta hay gọi là đi bão đó, thì có nhiều người đồng tình nhưng có một số ít người là không ủng hộ thôi. Và đặc biệt là những cái trang mà không ưa gì Việt Nam đó, thì ngoài cái vấn đề người ta nói là chúng ta ăn may ra thì người ta còn cho rằng là người dân Việt Nam đi biểu tình. Nghe rất buồn cười. Thế nhưng mà nếu như một người mà một người bình thường thôi nhìn vào là sẽ biết cái việc đó đúng hay sai. Có người dân nào đi biểu tình mà lại mang quốc kỳ của chúng ta đi và reo hò như vậy không ạ? Đúng ạ. Với hai nữa là gì? Chúng ta nhìn thấy các cái cuộc biểu tình, đặc biệt như cái vụ biểu tình của những người áo vàng ở Pháp chẳng hạn, hay là ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 chẳng hạn, thì có thể người ta cũng cầm quốc kỳ của Mỹ hoặc là của Pháp. Thế nhưng người ta có những hành động gì ạ? Nó khác hoàn toàn. Tới người ta đi biểu tình mà người ta cứ hô Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch, đúng không ạ? Thì là cái hát điều đó là hát dạ đó cho người vua đại thắng, đặc biệt là hát những cái bài ví dụ như đất nước trọn niềm vui này, rồi Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Thì nếu như một người dân người ta đi biểu tình và như một số một một bạn như bạn Kim Giang đây bạn đang nói này, có thể dẫn đến thay đổi thể chế. Thể chế này là do ai ạ? Là do gì? Do Bác Hồ, do Đảng Cộng sản lãnh đạo xây dựng lên cái thể chế cái đất nước này trong cái giai đoạn cận đại đây, cận và hiện đại đây. Thì thử hỏi người dân người ta mang quốc kỳ người ta đi, người ta reo hò Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch, hát những cái bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng hoặc là đất nước trọn niềm vui vân vân cả. Thì cái điều đó nó thể hiện cái gì? Đó là sự gắn kết, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, chung vui, đúng không ạ? Cả nước. Thì lấy đâu ra biểu tình? Nhiều khi các bạn đưa ra những cái thông tin nó sai lệch rồi, thế nhưng mà những cái người mà tiếp cận thông tin đó mà lại ủng hộ quan điểm đó thì theo em nghĩ nó là thiển cận. Thiển cận. Chung, bởi vì chung, có khi nào á, có khi nào á họ bị ảo giác không ta? Giống như là tức là khi họ thấy cái màu cờ đỏ nó choáng ngợp cả cái đất nước Việt Nam đúng không? Họ họ bị giống như là mang đến cho họ bị cái gì đó ức chế về tâm lý hiện tượng tức thời cái điểm đó gây ra cái ảo giác và nó gây lên cái tâm trí hoang tưởng. Giống như hồi nãy mình có trao đổi với ai ở Việt về cái môn đấu bò của Tây Ban Nha đó, đúng không? Thì đấu bò về nguyên tắc phương pháp đấu bò thì Trung thấy thế nào? Tức là một con bò, hai con bò rất là to và rất là hung hãn, và chỉ một người kỵ sĩ cầm một cái khăn đỏ thôi. Thì cái con bò đó nó chỉ bất chấp, nó cứ thấy màu đỏ là nó lao vào một cách gọi là vô thức. Nó không có ý thức được cái đó là cái gì. Tức là cái bản năng của cái con bò đó, thấy không? Cái con bò đó, nó thấy màu đỏ là cứ đâm đầu nó vào thôi. Và bị người kỵ sĩ nó vờn qua, vờn lại, vờn tới vườn lôi chăn, nó chưa như chăn một cái con bò vậy đó. Rồi cuối cùng họ kết liễu nó bằng một cái nhát kiếm. Đó. Thì theo chung á, ví dụ là có khi nào mà những cái người bên kia như vậy họ bị choáng ngợp bởi màu đỏ, đâm ra họ họ bị ức chế về thần kinh, cái đâm ra cái họ họ bị hoang tưởng, họ xem như là cái cuộc đi bão của người dân Việt Nam là thành cuộc biểu tình, mà họ 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 bị nhũng não á, nhũng não họ hoang tưởng theo chung. Dạ, theo như em nghĩ đó, theo như em nghĩ là bây giờ anh em mình phải nói nó hơi theo tính khoa học một tí. Đó là các nhà khoa học đã nghiên cứu đó, thì tại sao bò tót của Tây Ban Nha cứ nhìn thấy cái màu đỏ thì lao vào như vậy. Thì các nhà khoa học đã nghiên cứu là và kết luận đó là do bò tót gần như thôi, chứ không phải tuyệt đối, nhưng gần như là mù màu. Đấy, mù màu. Mù màu. Mà màu đỏ mà chúng ta nhìn thấy đó thì bò tót nó sẽ nhìn thành cái màu màu xám. À màu xám. Mà vì cấu tạo của giống loài quy định nên bò tót không thể quét hết được các cái màu trong cái giải quang phổ, cái bảy sắc cầu vồng đó. Thì màu sắc rực rỡ nhất mà chúng có thể nhìn thấy được đó là màu cam. Đó, màu cam. Thế nên cái màu đỏ nó gần giống như vậy. Và do cái tính chất đó, thế nên là cái giống bò tót đó, thì thường hay tham gia thi đấu thì người ta hay sử dụng cái tấm vải đỏ để người ta lừa cái con bò nó húc vào đó. Đấy, đấy là cái giống của con bò, cái đặc tính của con bò nó là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn nhận lại ở đây nó là gì? Đó là người ta ảo tưởng thì cũng không phải, theo em nghĩ cũng không phải ảo tưởng đâu, cũng một phần thôi. Thế nhưng người ta màu nhìn màu vào à? Nó thì
Mù mờ cũng là một phần thôi. Thế nhưng theo em nghĩ cái quan điểm cá nhân của em á, khả năng cao nhất đó là gì? Đó là người ta sợ cái màu đỏ của ớt. À, Bởi là vì một ớt ớt rất cay, là cay. Đúng rồi. đúng rồi, cắn Đấy. Bao nhiêu năm qua người ta cứ tuyên truyền ra rả bất kỳ một sự kiện gì người ta cũng chống phá. Thế mà cuối cùng thì đại đa số, gần như tuyệt đại đa số 100% người dân ở trong nước thì người ta lại ủng hộ, đúng không ạ? Ủng hộ ai? Ủng hộ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện là lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng. Và ủng hộ luôn. ai? Ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam với lá cờ gì Đúng ạ? Với lá cờ là cờ đỏ và búa liềm. Thế nên cứ mỗi lần người ta nhìn thấy như vậy thì người ta lại cảm thấy nó cay cú, cay cú. Thế nên là người ta mới sinh ra những cái ảo giác như anh nói đó. Nó giống như rồi. kiểu cái người mộng du mà nó không không có biết cái gì cả, nên người ta cảm thấy có gì đó rất là buồn. Buồn là một phần, cay cú là một phần, ảo giác nó là một phần, mà một phần nữa nó là do góc độ tư duy. Ngày hôm qua thì em có xem. Nó có tác động, nó có tác động lên cái hệ thần kinh của họ không, hay là mình nói câu với nguy cơ chúng nói khoa học đó, là cái neuron não của họ đó, neuron não của họ khi mà họ bị tiếp nhận ha, tức là cái phản xạ tự nhiên đi, là cái ánh mắt họ nhìn thấy cái màu đỏ là bắt đầu là nó, cái thông tin nó truyền lên não, đưa lên cái sóng não, bắn cầu trái bắn cầu phải gì đó, và bắt đầu nó cứ chạy qua chạy lại, bắt đầu họ rối, hiểu không? Thay vì nó chạy qua một bên phải hay nó chạy qua bên trái để họ phân tích, đúng không, phân tích cái điểm đó cho nó như thế nào, còn này nó không, nó khi mà nó đi vào cái nó cứ chạy qua trái chạy qua phải chạy tới chạy lui chạy vòng vòng trong cái não họ, đâm ra họ rối, họ rối đâm ra cái họ cứ ảo giác là họ nghĩ là ơi, tức là cái niềm mơ ước của họ như Trung nói đó, nhưng mà mơ ước của họ thì vẫn là ước mơ thôi, đúng không? Ví dụ 40 mấy năm qua luôn mơ ước nhưng mà quay đi quay lại vẫn là ước mơ, ước mơ cuối cùng là gì, nhưng mà khi mình thực tỉnh dậy cứ thấy mẹ cái ớt trước mặt rồi, cứ mở mắt ra là thấy cái ớt nó đỏ lè vậy đó, rồi đâm ra có cái nào mà đó rõ ràng là bị ảnh hưởng chứ, đúng không? Ảnh hưởng phần nào tới tới cái hệ thần kinh chứ, đúng không? Thì em cũng không biết được là các anh các chị ấy có nhìn thấy ớt, các anh các chị ấy có cảm thấy Vị nó sợ cay không. Chứ còn vị cay đúng thì không? chắc chắn là cay rồi. Thế nhưng ở đây thì em không sao dám so sánh các anh các chị ở bên kia thế giới với lại con bò tót. Thế nhưng mà chúng ta cảm nhận được đó là gì? Về mặt khoa học, người ta đã chứng minh con bò tót á, khi cái ánh mắt nó nhìn vào, nó đập vào cái thị giác của nó là màu đỏ thì nó bị mù màu, mà thì nó lao vào. Thế thì các anh các chị ở bên kia thế giới cũng gần tương tự như vậy. Đó là gì? Đó là ngày xưa đó, khi mà 30/4 năm 1975 nhìn thấy lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đó, thì cũng một nửa đỏ một nửa xanh và ngôi sao vàng. Thế nên người ta cảm thấy đó là gì? Người ta cảm thấy hoảng loạn, người ta cảm thấy hoảng loạn thì người ta mới tìm mọi cách để người ta bỏ chạy, đúng không ạ? Thế thì sau này khi đất nước chúng ta thống nhất rồi thì quốc hội họp thì mới lấy quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. Thế từ đó là người ta gì, khi người ta đập vào mắt người ta, có nghĩa là cũng là thị giác, khi người ta nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng là người ta cảm thấy là gì, uất hận, cay cú, rồi là sợ sệt. Có theo em nghĩ là những cái cảm giác của ngày 30/4 đó tự nhiên nó ùa về. Thế là có khi em nghĩ là có những bác những chú đó, có khi nằm mơ cũng thấy nó bị ám ảnh, đúng không ạ? Nó ám ảnh. Thế nên ngày hôm nay khi nhìn thấy đất nước Việt Nam chúng ta phát triển, đi đến đâu cũng thấy người dân, thậm chí là có những du khách nước ngoài khi người ta đến Việt Nam, người ta xem bóng đá, chúng ta có thể xem tất cả các thông tin, có thể thấy có rất nhiều các du khách nước ngoài, người ta cũng rất Đúng rồi, là trân trọng, quan đúng không? hợp. Rất là trân trọng lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của chúng ta. Và khi người ta nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì người ta lại lại cảm thấy cay cú, theo em nghĩ là cay cú. Đấy, thế nên là qua bao nhiêu năm rồi thì người ta vẫn cứ cái điều đó. Nếu như chúng ta tặng Thái Lan một lần, thôi thì anh chị bảo là may mắn, thì dĩ nhiên em có nói rồi, trong thể thao hay bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng cần yếu tố may mắn. Thế nhưng chúng ta đây không phải là lần đầu tiên thắng Thái Lan trong những giai đoạn những năm trở lại đây nữa. Và càng ngày là tâm lý của các vận động viên trẻ đó, các em các cháu đó, là càng ngày càng vững vàng, càng tự tin, thi đấu dù ở bất kỳ một môi trường nào thì cũng đặt là gì ạ, đặt cái vấn đề tinh thần dân tộc lên hàng đầu, là cái điều đó em cảm thấy rất là hãnh diện.
không riêng gì em, mà em cảm nhận được cái sự mà chung vui cũng như là một phần hãnh diện, đó là những cái người du khách nước ngoài người ta sang Việt Nam chúng ta, và người ta có tìm hiểu và người ta biết được tại sao người dân Việt Nam chúng ta lại trân trọng lá quốc kỳ như vậy, và người ta cũng theo cái phong tục tập quán và theo cái niềm tin đấy, của con người Việt Nam chúng ta, thì người ta cũng rất là trân trọng và người ta rất là quý mến. Và cái đặc biệt nhất là chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh rất là đẹp trong cái kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam chúng ta, đó là gì? Đó là cái hình ảnh của vận động viên Đông Timor giành huy chương bạc đó. Thì sau khi giành huy chương thì người ta có đến ôm vận động viên Nguyễn Văn Lai, đúng không ạ, của Điền Kinh của chúng ta. Và sau đó là cậu ta có đi tìm lá quốc kỳ, bởi vì là Đông Timor thì các bạn biết rồi, anh chị em cũng biết rồi, đó là cái việc mà cũng một phần bị ảnh hưởng về kinh tế, thì có thể thôi, em theo suy đoán á, thì các cổ động viên sang Việt Nam chúng ta cổ động cho các vận động viên thi đấu là ít đấy, thế nên là người ta cũng không có cái điều kiện mà như Việt Nam chúng ta ở nước chủ nhà. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh rất là đẹp, đó là một nữ, đúng không? Một nữ, em không biết là phóng viên hay là cái gì, nhưng em thấy có một bạn nữ là bạn ấy có trao lá quốc kỳ quốc gia Đông Timor cho vận động viên đó, và sau đó là vận động viên đó có cầm quốc kỳ Việt Nam và choàng quốc kỳ của Đông Timor đi ăn mừng cũng như là chúc mừng cho vận động viên của Việt Nam chúng ta. Và cái hình ảnh khi trao huy chương cũng để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc, đó rất là sâu sắc, khi mà vận động viên của chúng ta cũng đã chia sẻ cái niềm vui đó với đội vận động viên Đông Timor, thì cái đó là cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Và nếu chúng ta tìm hiểu nữa là cũng có một cái giây phút rất là ấn tượng, đó là cái huyền thoại Bia của Philippines, thì ông cũng lớn tuổi rồi, thì ông chủ yếu là ông thi đấu ở cái môn bia lỗ đó, thế còn bia băng á thì cũng tương đối là mạnh. Thế nhưng mà so với các vận động viên mình thì ngay chính ông cũng đã khẳng định là cái việc mà bia băng thì ông không thể bằng các vận động viên khác. Thế nhưng mà khi mà cầu thủ của chúng ta thi đấu chiến thắng thì cũng đã có một động tác chào đáp lễ có thể nói là rất là văn minh, rất là lịch sự và thể hiện sự tôn trọng đối với tiền bối. Cái điều đó nó thể hiện rất là đẹp cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, và thể hiện cái tình con người, tình hữu hảo, vừa góc độ quốc gia vừa góc độ thể thao đó. Và đặc biệt là cái góc độ mà rất là nhân văn, rất là nhân văn, thì em thấy rất là tự hào đối với quốc gia chúng ta đã tổ chức thành công một kỳ SEA Games. Tự hào là gì? Các vận động viên của chúng ta đã vì tinh thần, đúng không ạ, tinh thần dân tộc, đã cống hiến hết sức mình, đã đổ những giọt mồ hôi quý báu để giành các cái huy chương vàng cho các cái đội tuyển. Và em cũng rất là trân trọng cái tình cảm xuyên biên giới, cái nét đẹp nhân văn của con người Việt Nam. Đó là một trong những cái mà chúng ta vừa thể hiện góc độ nhân văn, vừa thể hiện gì ạ, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, và đồng thời cũng thể hiện là con người Việt Nam chúng ta là thân thiện, đúng không ạ, mến khách. Cái điều đó rất là tốt đẹp. Em đúng thấy rồi. Trong các kỳ SEA Games là đợt này của Việt Nam chúng ta, kể cả đợt năm 2003 thế, có nhiều cái ấn tượng, nhiều cái ấn tượng rất là tốt đẹp. Em cảm nhận được đó là cái thành công, cái thành công của Việt Nam chúng ta góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam ta với bạn bè quốc tế, thì cái điều đó em hết sức trân trọng. Chẳng qua là có một số anh chị đó, người ta không có nuốt trôi được, không có nuốt trôi được, và người ta lại cảm thấy có cái gì đó nó cay cú. Theo như em nghĩ thì nếu như người ta đã luôn đấu tranh, đúng không ạ, luôn cho rằng đấu tranh vì quốc gia dân tộc, thì chúng ta lại nhớ lại một chút, đó là gì? Ngoài góc độ thể thao ra thì tất cả những vấn đề khác thì các bạn đều có dè bỉu, đều cho rằng cái này cái kia. Khi chúng ta hợp tác làm ăn với Trung Quốc thì các bạn cũng biểu tình, các bạn ấy chống đối. Mà ngay vừa rồi thủ tướng Phạm Minh Chính của chúng ta sang hợp tác cùng với Hoa Kỳ thì cũng chính các anh ấy cũng phản đối. Thế tóm lại là bây giờ ấy, là các anh các chị là muốn là Việt Nam phải làm ăn với ai, đúng không ạ? Khi mà một trong những các quốc gia có thể nói là cường quốc số 1, số 2, số 3 thế giới thì các anh đều phản đối cả, thì không biết là các anh các chị muốn Việt Nam làm ăn với ai.
Và khi Việt Nam tổ chức một kỳ SEA Games thành công với những ấn tượng rất là đặc biệt trong ánh mắt và trong lòng bạn bè quốc tế, thì các anh các chị cũng cho rằng đó là ăn may, đó là thế này, đó là thế kia. Thế thử hỏi thì các anh tóm lại là bây giờ các anh đấu tranh cho cái gì và các anh hướng cái gì tốt đẹp cho Tổ quốc, cho đất nước, cho con người Việt Nam, cho dân tộc Việt cho Nam, người dân Việt Nam. Thì em cảm nhận là thực ra người ta cứ nói hay vậy thôi, nhưng người ta cũng chả vì cái gì cả. Người ta chả vì cái gì cả. Và anh em chúng ta lại nhớ thêm một cái khoảnh khắc, đó là gì? Mỗi lần mà đội tuyển chúng ta thi đấu, quốc ca được vang lên, rồi sau đó là giây phút bùng nổ của chiến thắng khi cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn, rồi là gì ạ? Giây phút mà thiêng liêng khi mà quốc ca của chúng ta được cử lên dành cho đội huy chương vàng, thì chúng ta thấy không? Tất cả mọi người cơ bản là gì ạ? Tuyệt đại đa số, trừ những thành phần cơ hội thì em không nói, thế nhưng mà tuyệt đại đa số từ những khán giả ở trong sân, những khán giả ngoài sân, đặc biệt em có theo dõi ở cái đường đi bộ Nguyễn Huệ đó ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Nẵng, rồi Hà Nội, các thành phố lớn rất là nhiều, và các khán giả theo dõi qua truyền hình, thì người ta cũng rất là tự hào khi quốc ca của chúng ta được vang lên. Và cái điều đó nó khẳng định một cái nhất quán, đó là gì? Đó là niềm tin của đại đa số quần chúng nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như của nhà nước. Không riêng lĩnh vực thể thao mà các lĩnh vực khác chúng ta đều thấy. Ví dụ như các cái đợt bão miền Trung chẳng hạn, đồng bào các nơi đều chia sẻ với đồng bào miền Trung. Thế nhưng trên các cái xe chở hàng, chở quà đó thì người ta đều gì ạ? Đều treo quốc kỳ của quốc gia. Cái điều đó là cái gì? Đó là sự gắn kết và đoàn kết dân tộc. Đó, thì em chia sẻ thêm như vậy. Chứ còn nói thật với bạn Kiên Giang đó, bạn có nói một cái câu thì mình có đọc thấy. Hôm nay là mình có nhìn thấy comment rồi, bữa trước không nhìn thấy, nhưng mà mình có nhìn thấy. Mình nói với bạn Kiên Giang như thế này, nếu mà bản chất của con người Việt Nam đó, người Việt Nam chân chính đó, thì không có ai xuyên tạc đâu bạn ơi. Chúng tôi rất tự hào về những cái gì mà các vận động viên đã làm được, rất tự hào với ban tổ chức đã tổ chức một kỳ SEA Games để lại cái hình ảnh tốt đẹp trong bạn bè quốc tế nói chung cũng như các ASEAN nói riêng, chứ không như một số anh ở bên kia thế giới đâu, làm cái gì cũng trống, làm cái gì cũng xấu, thì trong khi đó hình ảnh đập vào mắt chúng ta là gì? Nếu như bạn nói tôi xuyên tạc đó thì cũng nhờ bạn Kiên Giang mở like đi, mình cũng sẽ tham gia. Về cái vấn đề mà ví dụ mới đây này, ở nhà thờ ở quận Cam đó, California đó, người ta mới xả súng xong, rồi trong siêu thị cũng mới xả súng xong, đúng không ạ? Thì bạn làm, bạn phân tích những cái đó đi. Nếu như tôi nói sai thì bạn cho rằng tôi xuyên tạc. Còn đây là tôi không ca ngợi nhé, những hình ảnh đó nó là thực tế và nó được bạn bè quốc tế công nhận. Cái điều đó nó mới là quan trọng, bạn hiểu không? Chứ còn những cái người mà nhìn thấy màu đỏ của quốc kỳ thì coi như nhìn thấy quả ớt đó mà. Thì nói thật với bạn là mình cũng không để ý lắm đâu, bởi vì cái số lượng thì càng ngày càng ít, tuổi thì càng ngày càng cao. Và đặc biệt là gì? Đặc biệt là đại đa số quần chúng nhân dân, người ta đã nhìn được cái bản mặt thật sự, bản chất cốt lõi của những cái người, những cái tổ chức luôn cho rằng là đấu tranh này đấu tranh nọ. Thế nhưng mà ngay ở cộng đồng của các anh đó thì đã có sự chia rẽ, rè bỉu, chửi rủa, thậm chí là lừa gạt lẫn nhau. Thì theo tôi nghĩ là những cái người đó đó, người ta không có quan tâm đến ai cả, chứ đừng có nói gì đến đất nước. Người ta bản thân người ta còn chưa lo được, cộng đồng nhỏ xíu như vậy người ta còn không đùm bọc được, thì làm sao người ta có thể đùm bọc được cho hơn 90 triệu dân ở trong nước? Đúng rồi. Đúng không? Trước đây á thì những cái người bên đó đó mà ta sơ quan gọi chung là cái bọn niêu tộc á. Đó là gì? Ôi đừng làm ăn với tàu, tàu thế này, tàu thế nọ, rồi bị lệ thuộc tàu nên mới làm ăn với tàu, tại sao không làm ăn với Mỹ hay làm ăn với phương Tây vân vân mây mây, mà phải làm ăn với tàu. Đúng không? Đó, và bây giờ hiện tại vừa rồi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính qua gặp, có cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ, giữa Hoa Kỳ và khối ASEAN. Thì một công đôi việc, đúng không? Trong cái câu chuyện đó cũng gọp mặt và cũng
tìm những đối tác làm ăn mà rõ ràng nha là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mang về những cái hợp đồng rất là lớn và những cái lời gọi là cái bản cam kết của các tập đoàn kinh tế, các công ty lớn ở Mỹ sẽ về, sẽ đổ bộ vào Việt Nam để đầu tư. Đúng không? Trung công nhận điểm này không? Yeah. Thì các ông bên đó thì các ông biểu tình, các ông chống đối, mà đứng đầu là bọn yêu tộc, đúng không? Còn khuyến khích những người biểu tình đi đi, có nước uống và có bánh ăn nữa, có nước, có đồ ăn nữa. Đơn giản vậy thôi, đi biểu tình đi, vậy có, sẽ có nước uống, sẽ có đồ ăn. Ủa vậy cuối cùng là mấy ông bên đó chống chính phủ, chống cộng là vì cái gì? Vì chai nước chứ vì miếng ăn à? Hay sao? Đúng chưa? Có phải tổ chức Việt Tân nó đang hạ nhục cái đám cộng đồng mà chống cộng á, chống cộng ở bên Mỹ không? Nha, sơ quan nói lại nha, thành phần chống cộng ở trong cái cộng đồng người Việt ở bên Mỹ đó, có phải đang bị cái tổ chức Việt Tân nó hạ nhục? Là gì? Là cho truyền tải cho người dân Việt Nam nước thấy được rằng tụi bay đi biểu tình đi, tổ chức Việt Tân sẽ lo cho tụi bay chai nước uống và miếng ăn. Ủa bên Mỹ đói lắm hay sao mà phải đi biểu tình để kiếm chai nước với miếng ăn? Hả? Rõ ràng chưa? Mà ngược lại quay lại thấy cái điểm nhục mà người dân trong nước họ nhìn sẽ rõ hơn cái bản chất đó là gì? Chống phá. Chống phá thôi. Rõ ràng không? Thì theo chuyên gia cái điểm này đó là xuyên tạc chỗ nào? Đó, bây giờ kim gia chứng minh đi, ở cái điểm đó nó không đúng, cái vấn đề gì đó là khách mời với thư quan xuyên tạc, kim gia chứng minh. Đồng ý không? Mình phải dạy chứ. Ai đâu mà cứ mà như cái thành phần bên kia ủi là thế này thế nọ nó mất hay. Nha kim gia nha. Đó, dạ em chào anh Chiêu Toàn Yến. Rồi xin mời Trung có chia sẻ gì thêm không? Dạ thì qua cái thời gian gần đây á, thì em theo dõi cái kỳ SEA Games này, thì ngoài cái vấn đề mà bóng đá nam ra thì từ trước đến giờ chúng ta đều biết rồi, bóng đá nam thì gọi là môn thể thao vua mà, thế nên là cái sự quan tâm đó thì rất là lớn. Thế nhưng ngược lại thì chúng ta qua theo dõi chúng ta thấy tất cả các cái môn thi đấu khác thì vận động viên của chúng ta thi đấu rất là nhiệt tình và các cổ động viên của chúng ta rất là tuyệt vời, cái điều đó rất là đáng mừng. Rất là đáng mừng, mà ngay kể cả như đội bóng đá nữ của chúng ta cũng vậy. Khi mà được tham gia World Cup này hay là vô địch SEA Games đợt này này, thì cơ bản là khán giả của chúng ta đó cũng cổ vũ rất là nhiệt tình. Chúng ta theo dõi những khán đài chúng ta sẽ thấy. Và ngược lại thì cái việc mà ăn mừng, gọi là chúng ta gọi là đi bão đó, rất là đông và rất được nhiều người ủng hộ. Thì cái điều đó nó cũng thể hiện theo một cái góc độ nữa, nó có liên quan, đó là gì? Đó là cái quyền bình đẳng giới ở Việt Nam chúng ta đó thì ngày càng được thể hiện và càng được cái gì ạ? Thể hiện ở đây nó thể hiện về bản chất chứ không phải là về hình thức, và cái điều này nó khẳng định luôn chứ không phải là thể hiện nữa, mà khẳng định về cái quyền bình đẳng giới của người Việt Nam chúng ta. Nó là gì ạ? Nó là thực hiện một cách nó một cách đó là rất là tự nguyện và rất là đồng bào, rất là tinh thần, nó không mang cái yếu tố chính trị ở trong đó. Thế nhưng cũng một số anh chị đó cũng nói rất là gay gắt về vấn đề này. Thế nhưng mà theo em nghĩ thì tôi thì các anh các chị từ ngày xưa đến nay đó, thì bất kể vấn đề gì ở trong nước Việt Nam chúng ta thì các anh các chị cũng đều có những cái ý kiến trái chiều, và đặc biệt là các cái vấn đề mà chúng ta, kể cả những cái vấn đề mà những cái trường hợp vi phạm cũng vậy, và khi mà chúng ta vui mừng chiến thắng như thế thì người ta đã quên đi mất một cái. Thì em biết là họ bao nhiêu năm qua họ vẫn không có từ bỏ cái ý định là nhằm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta. Thế nhưng qua cái việc đó thì cá nhân em nhìn nhận được là cái việc của người ta bao nhiêu năm qua đó chỉ là vô nghĩa thôi. Khi nhìn thấy các cổ động viên của Việt Nam chúng ta tuyệt vời như vậy, cổ vũ nhiệt tình và trân trọng, đặc biệt là những lúc mà quốc ca của đất nước vang lên thì rất là tự hào, rất là hùng hồn, đúng không ạ? Rất là
là đoàn kết thì em thấy rất là tuyệt vời. Thì có lẽ ước mơ của người ta thì cũng như anh nói thôi, vẫn mãi là ước mơ, chờ cho khi nào đó mà các anh các chị có thể làm được một cái điều nó xa xỉ và các anh đòi thay đổi thể chế chính trị đó, thì theo em nghĩ là chắc muôn đời không được. Tuổi thì càng ngày càng cao, quân số thì càng ngày càng ít, ngoài lên mạng nói này nói nọ ra, xuyên tạc nói xấu ra thì các anh các chị cũng chả còn siêu bài nào nữa. Thế thì nếu như mà các anh muốn thì các anh cứ về Việt Nam để cảm nhận. Và nếu như đúng không ạ, nếu như ví dụ như Bác Cầm chẳng hạn, hay là Bác Đức Đầu Bạc này, Bác Đức Đầu Bạc cũng đang đi thăm Trường Sa này, ví dụ đấy, những cái bác mà bác về nước thực tế đó, và các bác đã từng là gì, từng là người trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mà các bác còn cảm nhận được cái yên bình, đúng không ạ, cái hòa bình, cái độc lập, chủ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thì những cái lời nói của những người bên kia thế giới xuyên tạc đó thì nó vô nghĩa. Và càng ngày là càng là gì ạ, các cái việc mà các anh làm nó vô nghĩa. Và đặc biệt là gì, đặc biệt là có một số anh lại cho rằng là chúng ta không nên ăn mừng như thế mà thế này thế nọ, thì các anh các chị lại sai lầm, đúng không ạ, lại sai lầm ở góc độ như thế này. Nếu như chúng ta nhìn lại những năm trước đây đó, thì cái việc kinh tế của đất nước chưa phát triển lắm, thì cái việc ăn mừng của người dân chúng ta cũng hạn chế. Thế nhưng mà trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy không ạ, khi mà đất nước phát triển, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao, thì cái gì ạ, chúng ta bước sang cái giai đoạn là gì, giai đoạn là thụ hưởng, chưa đến mức hưởng thụ nhưng mà là thụ hưởng những niềm vui chiến thắng, đúng không ạ, và gì ạ, và chia sẻ những cái mất mát của những đồng bào không may bị lũ lụt hoặc các vấn đề khác đấy. Chúng ta cảm nhận được cái tính đồng bào rất là đoàn kết, rất là chặt chẽ, rất là keo sơn, rất là gắn bó. Thế thì thử hỏi là gì ạ, các anh đấu tranh được cái gì và sẽ như thế nào, thì cái điều đó rất là quan trọng. Và khẳng định lại đó là nếu như đất nước chúng ta không phát triển thì sẽ không có những hình ảnh ăn mừng như ngày hôm nay. Và nếu như đúng không ạ, nếu như các anh bên kia thế giới đó, các anh chưa cảm nhận được điều đó, thì theo em suy đoán, một là gì ạ, cái internet của các anh nó chưa được hiện đại, nó chưa được phát triển, thế nên các anh chưa cập nhật được thông tin. Còn cái thứ hai, nếu như các anh nhìn thấy được đó mà các anh vẫn có cái hành động như vậy, thì góc độ em nhìn nhận đó là thuộc về góc độ tư duy và góc độ nhận thức, thì cái điều này thì nó cũng hơi nặng nề một chút, thế nhưng các anh cũng phải thông cảm. Nếu nói về góc độ tư duy và nhận thức thì nó hơi quá lời một tí, thế nhưng theo em nghĩ nó là hợp lý. Mặc dù các anh sinh sống ở những cái nơi xứ sở văn minh, thế nhưng các anh không tiếp cận được những cái văn minh đó là gì, sự lạc hậu của một thế hệ. Và cái điều đó rất là đáng buồn, khi các anh mang tiếng là gì, là người gốc Việt. Các anh là người gốc Việt thôi, chứ các anh là người Mỹ gốc Việt nhé. Đó, chứ còn người Mỹ nói tiếng Việt lại khác, và người Việt đúng nó rồi. Lại khác nha. Là chúng ta phải phân biệt chỗ này. Người Việt ở một chỗ khác. Hơn 2 triệu người Việt ở Mỹ, thế nhưng chúng ta phân biệt là gì? Người Việt khác, người Việt ở Mỹ khác, người Mỹ gốc Việt khác, và người Mỹ nói tiếng Việt thì lại khác. Nên chúng ta phải cảm nhận được cái điều này, và chúng ta thấy được là chỉ một cái nhóm nhỏ thôi. Một cái nhóm nhỏ đó là người gốc Việt thôi. Thế nhưng người ta ở những nơi đó, người ta không quan tâm đến được sang Mỹ ở nhà lầu đi xe hơi, nhưng đi biểu tình lại cần phải có xe buýt, rồi lại cần phải có nước lọc, cần phải có bánh mì. Đấy, nó có cái gì đấy nó rất là thương cảm. Nó rất là thương cảm, em cảm nhận là rất là thương cảm với những người đó. Thì cũng rất là buồn, mặc dù người ta sang xứ sở văn minh như vậy. Nếu như người ta có quan tâm về đất nước đó, thì người ta nên, theo em nghĩ là nên, khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy thì nên chung vui với đất nước. Mà chung vui với đất nước, chung vui với dân tộc đó, thì nên chung vui một cách nó công khai, chứ đừng có lén lút, tội lắm. Như vậy nó dễ là gì ạ, dễ bị cao huyết áp, tăng huyết áp, hoặc là có cái gì đấy nó rất là hồi hộp. Bởi vì sao? Bởi vì mang tiếng là các anh đi chống, đúng không ạ, các anh đi chống nhưng mà lại thấy như vậy á, thì lại phải lén lút, đúng không ạ, nó rất là tội. Thì các anh các chú ở bên kia thế giới cứ mạnh dạn đi, nếu như mà cảm thấy đó cái công việc của các anh các chị bao nhiêu năm qua nó là vô nghĩa và luôn hướng về quốc gia dân tộc, thì nên xóa bỏ những cái tư tưởng mà nó
thuộc về cố hữu đó, tư duy nó lỗi thời lạc hậu để mà chung vui cùng với đất nước, chứ đừng giữ mãi cái tư duy của những năm 1975 như vậy. Nó lạc hậu cả một thế hệ, không những một thế hệ mà hai ba thế hệ thì rất là buồn. Nó không xứng với cái gọi là chúng tôi sống ở một đất nước văn minh. Đó là như vậy, theo em nghĩ và em chia sẻ thêm là như vậy. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và mọi người đã lắng nghe. Và cũng trao đổi thêm một chút, một ý thôi. Đó là bạn Kiên Giang theo dõi từ đầu thì sẽ biết. Mặc dù mình cũng rất là vui, muốn lên chia sẻ cùng anh Thơ Quang, cô chú anh chị trên đàn về cái niềm vui chung của đất nước trong cái chiến thắng chung của các đội tuyển cũng như vận động viên của Việt Nam tham gia SEA Games. Thế nhưng vì bận công việc nên mình cũng phải tranh thủ làm tối, đúng không ạ? Ở bất kỳ một quốc gia nào thì cái việc mà chúng ta lao động cần cù đó thì cũng được xã hội công nhận và đánh giá chúng ta ở mặt tích cực. Chứ còn những thành phần mà dày ăn mỏng làm mà suốt ngày cứ bảo là sang Mỹ không làm có ăn á, thì nên xem lại những cái clip của mới đây như vị ca sĩ Thúy Nga đó, danh hài hay ca sĩ gì đó Thúy Nga đó ở bên Mỹ đó, đúng không? Một anh gốc Việt mà phải ở gầm cầu đó, đó. Những danh hài Thúy Nga thì cảm thấy nó rất là buồn, rất là tủi đó. Nếu như mà bạn và các anh chị khác có sự quan tâm như vậy thì nên chia sẻ và có thể là chung tay đóng góp hay là ủng hộ một phần nào đó đối với nhà đó, giúp đỡ những người như vậy để chúng ta khẳng định một điều gì? Chúng ta khẳng định một điều là dù đi bất cứ đâu thì văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, đoàn kết Việt Nam cũng không bị phai nhạt. Thì các anh nên làm cái điều đó để gì ạ? Để củng cố thêm cái sự đoàn kết, cái sự gắn bó. Chứ ngay cả ở Mỹ mà các anh cứ nói là giàu có, sang Mỹ không làm có ăn, cứ đi nhà, ở nhà lâu đi xe hơi mà lại để những người mà gọi là cùng chung nguồn gốc của chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh có thể nói là bi đát như vậy đó. Thì đầu tiên các anh nên xem lại. Chung làm gì Kiên Giang rối loạn tiền đình, nó đi uống thuốc rồi cả. Đó thì em có chia sẻ thêm ngắn gọn như vậy. Còn xã hội nào cũng vậy thôi, cũng phải làm mới có ăn đó. Chứ mình làm thêm buổi tối này thì cũng chả được bồi dưỡng gì đâu, mà công việc thì phải làm thôi chứ công ty người ta cũng chả thêm đồng nào đâu. Bởi vì ban ngày mình làm chưa xong thì mình phải làm tối thôi, chứ còn làm gì có cái chuyện mà không làm có ăn nhá. Thì cũng chia sẻ thêm với bạn Kiên Giang và những anh em bên kia thế giới như vậy, nên đoàn kết gắn bó lại, đừng để cho người ta nhìn vào người ta coi thường, đúng không ạ? Người ta không cần biết anh là như thế nào, nhưng mà người ta chỉ cần nghe các anh nói và các anh giới thiệu là Việt Nam thì người ta lại cảm thấy có gì đấy nó rất là thương cảm và có cái nhìn không tốt về đất nước. Thì đó là một trong những cái mà có thể nói là có lỗi với quốc gia dân tộc đó. Nói với có lỗi với đảng nhà nước thì em không dám nói quốc gia dân tộc đó. Dân tộc mình là trước giờ chưa để ai gì ạ, chưa để ai ở lại phía sau đâu. Lá lành đùm lá rách, đúng không ạ? Lá rách ít thì đùm lá rách nhiều. Cái đó là cái truyền thống từ xưa đến nay của người Việt rồi. Thì dù các anh đi đâu thì các anh cũng nên giữ lấy cái bản chất, đúng không ạ? Giấy rách thì phải giữ lấy lề, chứ đừng có để mất đi cái bản sắc như thế và để các cái người bạn khác người ta đánh giá chúng ta không tốt. Nếu như các anh các chị thực sự đấu tranh thì nên làm những cái việc đó đầu tiên để cảm thấy cái góc độ gì ạ? Cái góc độ vì cộng đồng, đúng không ạ? Vì đồng bào thì theo em nghĩ là hợp lý hơn, và củng cố thêm cái tiếng nói của người Việt ở trên trường quốc tế. Đó là em chia sẻ thêm như vậy. Thì em cảm ơn anh Thơ Quang và mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Trung.